Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành điện miền Bắc đã trải qua 9 tháng năm 2023 với nhiều khó khăn và thách thức trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh do tác động của tình hình thế giới, giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị tăng cao, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, sản xuất trong nước phục hồi chậm. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023, điện lực các địa phương cần chủ động bám sát kế hoạch được giao, đảm bảo an toàn trong vận hành và quản lý đường dây điện, giảm thiểu sự cố trên lưới, thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Tháng 5 và tháng 6 vừa qua là những tháng đặc biệt khó khăn do tình hình nguồn cung ứng điện của miền Bắc phải đối mặt với tình hình thủy văn bị hạn hán, các hồ thủy điện lớn thường xuyên cận kề mực nước chết, một số nhà máy nhiệt điện đến thời kỳ phải duy tu, bảo dưỡng hoặc có khó khăn trong cung cấp nhiên liệu. Khó khăn là vậy, nhưng với tinh thần nỗ lực cao nhất, 9 tháng năm 2023, các đơn vị trong toàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN-MPC vẫn hoàn thành cơ bản mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, cấp điện an toàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động chính trị xã hội tại 27 tỉnh phía Bắc. Để đạt được cái vấn đề điện thương phẩm tăng trưởng trong thời gian qua, mặc dù là nền kinh tế có bị ảnh hưởng do suy thoái toàn cầu, thì Công ty Điện lực Hưng Yên đã tham mưu với Ủy ban tỉnh là ban hành là phương án cung điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023, trong đó có là đánh giá sắp xếp các phụ tải theo dạng ưu tiên loại 1, loại 2, loại 3. Nên là trong thời gian từ đầu năm đến nay là Công ty Điện Hưng Yên đã đảm bảo điện an toàn, ổn định và 24/24 cho thành phần quản lý tiêu dùng và sinh hoạt của người dân. Trong 9 tháng năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của EVN-MPC đạt 66 tỷ kWh, tăng gần 3,1% so với cùng kỳ năm 2022, bằng hơn 74% kế hoạch EVN giao. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt gần 90%, doanh thu qua kênh thanh toán này đạt hơn 96%. Thực hiện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVN-MPC tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. 9 tháng của năm 2023 thì mặc dù thì vẫn còn gặp nhiều cái khó khăn, thách thức, nhưng Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đã quyết tâm cao độ và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu về tổn thất điện năng, giá bán bình quân, thu nộp tiền điện cũng như độ tin cậy cung điện và 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng thì cũng cơ bản hoàn thành, đạt và vượt mức kế hoạch của tổng công ty giao cho. Kế hoạch của năm 2023, những tháng còn lại của năm thì cũng đang còn rất là nặng nề. Thì với cái sự đoàn kết và quyết tâm, công ty chúng tôi cũng phấn đấu sẽ hoàn thành toàn diện. Cũng trong thời gian này, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN-MPC thực hiện việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng trong năm 2023, lộ trình đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành việc này. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số được thực hiện trên cơ sở sau khi EVN-MPC triển khai lộ trình hiện đại hóa hệ thống công tơ đo đếm điện năng, thay thế công tơ cơ bằng công tơ điện tử có đo xa, chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm hỗ trợ khách hàng thuận tiện kiểm soát, giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng. Chúng tôi thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác thay đổi lịch ghi chỉ số và cái nhiệm vụ và cái lợi ích của việc thay đổi kỳ ghi chỉ số này thì chúng tôi cũng đã tổ chức thông tin truyền thông tới cho tất cả các đối tượng khách hàng và đến thời điểm này thì được các khách hàng hưởng ứng, phối hợp hợp tác để chúng tôi thực hiện. Được biết, năm 2023 này, EVN-MPC tập trung triển khai thực hiện chủ đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các nhiệm vụ trọng tâm như vận hành xử lý tồn tại, khiếm khuyết lưới điện 110 kV để giảm thiểu sự cố, phấn đấu đạt chỉ tiêu về sự cố 110 kV EVN giao, đồng thời thực hiện tốt việc giảm tổn thất điện năng, thường xuyên nâng cao chất lượng quản trị các chỉ tiêu sự cố, độ tin cậy cung cấp điện từ cấp đơn vị cơ sở theo đúng hướng dẫn của tổng công ty. Về phía cán bộ nhân viên, về phía chỉ đạo của công ty thì luôn luôn là anh em là túc trực để đảm bảo làm sao cái cấp điện tốt nhất có thể trong các mọi điều kiện. Đấy, và với các cái công suất mà tổng ty cho phép Ninh Bình thì Ninh Bình sẽ đảm bảo làm sao là cái sinh hoạt ổn định nhất cho người dân và các cái doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Trong những tháng còn lại của năm 2023, ngành điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm phấn đấu, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, cháy nổ do lỗi chủ quan, giảm thiểu tai nạn giao thông, tai nạn điện trong dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức phòng chống thiên tai cho người lao động và nhân dân về an toàn điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện các giải pháp an toàn điện trong mùa mưa bão nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và dân sinh trên địa bàn quản lý.